Đỗ Hoa Niên, vì sao Bùi Văn Tuyên để tình địch thay mình đón dâu? Bùi Văn Tuyên cho lăng hách muốn xây dựng lại mạng lưới ngầm, ngặt nỗi bồi phổ đã bị nhị thuốc của anh quản chặt, cuộc sống của anh ở phổ vô cùng eo hẹp và bị chèn ép đủ đường. Chấp nhận thành hôn cùng trưởng công chúa Lý Dung Triệu Kim Mạch, Bùi Văn Tuyên xác định sẽ lần nữa vướng vào cuộc tranh đấu quyền lực, bởi vậy việc xây dựng thế lực ngầm là điều vô cùng cần thiết. Thay vì xoay sở tiền ở nơi khác, Bùi Văn Tuyên tìm đến trưởng công chúa Lý Dung bởi hai người vốn là đồng minh. Công chúa sau đó đã đưa lệnh bài cho Bùi Văn Tuyên để anh đến gặp quản gia phủ công chúa lấy tiền. Ở diễn biến sau đó thấy rõ Bùi Văn Tuyên là lưỡi dao sắc. Trong vụ tiêu diệt Dương gia, Hoàng đế Lý Minh càng hài lòng, quyết định hạ chỉ bán hôn cho anh và trưởng công chúa Lý Dung. Hôn lễ của hai người ngay lập tức được chuẩn bị, công chúa thậm chí còn để Bùi Văn Tuyên đích thân chọn hỷ phục cho mình, nhưng rồi cô lại chọn mẫu khác anh. Không phải Lý Dung chọn ghét Bùi Văn Tuyên mà bới cô, những chuyện như vậy nên chọn ngược với ý kiến của đàn ông. Trước ngày đại hôn Lý Dung lại sai thị nữ thân cận gửi cho Bùi Văn Tuyên một bức thư với nội dung đe dọa. Dạ. Tuy nhiên từng câu từng chữ lại toát nên vẻ đáng yêu, đúng suy nghĩ của một cô công chúa ở độ tuổi 18 khiến Bùi Văn Tuyên bật cười. Sau khi nhận thư của công chúa, anh hứa sẽ tặng cô món quà mà cô chờ đợi đã lâu. Hóa ra Bùi Văn Tuyên biết trong lòng Lý Dung vẫn có chút tình cảm dành cho Tô Dung Khanh, dù người này rất có khả năng hung thủ sát hại cô ở kiếp trước. Lê Dung ở kiếp trước muốn thành thân với Tô Dung Khanh nhưng không được. Vậy nên Bùi Văn Tuyên đã tìm cách bù đắp sự tiếc nuối cho cô tại kiếp này. Anh nhờ Tô Dung Khanh lấy danh nghĩa đệ đệ của mình để đi đón dâu, đưa đoàn đưa dâu của Lê Dung đến Bùi Phủ. Bùi Văn Tuyên giải thích rõ ràng về mối quan hệ của mình với Lê Dung cho Tô Dung Khanh nghe, bảo rằng cả hai thành thân chỉ là kế sách. Anh thậm chí còn nói tốt cho Tô Dung Khanh trước mặt Lê Dung và lên cả kế hoạch để cô chinh phục trái tim của anh ta. Nhị thiếu gia nhà, nhà họ Tô vốn có tình cảm với trưởng công chúa Lý Dung, nhưng tình thể gia tộc và triều đình buộc anh phải buông tay. Sau khi dẫn đoàn đưa rơi đến Bùi phủ, chứng kiến người mình yêu cùng Bùi Văn Tuyên bài đường, Tô Dung Khanh buồn bã rời đi, ngồi bên đường uống rượu say khướt. Hoàng thượng Lý Minh để cho anh trai của Nhu Phi thay thái tử Lý Xuyên quản lý bên giới Tây Bắc. Sau khi Dương gia bị tiêu diệt, Lý Xuyên vốn là người dẫn binh ra trận, không chỉ đẩy lùi quân địch mà còn tìm được chứng cờ Dương gia cầu kết với địch làm phản đàng tiếc hoàng thượng lại quy hết công lao cho anh trai của Nhu Phi, hoàn toàn chẳng tán thưởng con trai mình một chút nào. Hoàng hậu vì việc này mà cho rằng những việc làm trước đó của tỷ đệ Lý Xuyên đều vô nghĩa. Nhưng Lý Dung lại nghĩ đây là một điều tốt bởi theo cô phải giấu nỗi đau đi, khi ra tay mới có thể một nhát chí mạng. Hoàng hậu bắt đầu lựa chọn phi tử cho thái tử Lý Xuyên và thượng quan nhã được bà chọn làm thái tử phi hoàng hậu vốn xuất thân từ thượng quan gia do đó việc bà nhất quyết muốn thượng quan nhã làm chính thê của con trai chẳng phải chuyện lạ việc ai làm thái tử phi liên quan mật thiết đến quyền lực của thượng quan gia một trong những gia tộc lớn hiện tại được biết thượng quan gia đã có ba người trở thành hoàng hậu cũng vì thượng quan gia kiểm soát hậu cung tần triều hoàng thượng lý minh rẻ chừng nói rằng nếu lý xuyên lấy thượng quan nhã làm chính thê thì nhất định sẽ không tha quyết định chọn thượng quan nhã cho vị trí thái tử phi đẩy thượng quan lên đầu sóng ngọn gió nhìn câu chuyện của dương gia trưởng công chúa lý dung hiểu rõ mẫu tộc của mình sẽ phải đối mặt với hậu quả gì nên đã cố gắng khuyên ngăn hoàng hậu nhưng không được